là cảm động khi chúng ta nghe câu chuyện của cô Hiếu kể buổi sáng hôm nay, và tôi thấy tôi giống một người đàn ông đó, giống người cha đó. Mình vì cái đó cho nên đó là buổi sáng nay thì trước khi chúng ta học hỏi lời của Chúa, suy gẫm lời Chúa, tôi cũng phụ họa theo cái ý tưởng đó về một người đàn ông quý trọng về người phụ nữ của mình là như thế nào. Tôi xin gửi đến quý bà, quý chị và cũng là quý ông, quý anh nữa cái bài thơ sau đây, 8 câu thôi. Mọi người trộn rộn tháng 3, tới lui tìm kiếm mua hoa với quà. Riêng anh ngày 8 tháng 3, hằng ngày anh chính là quà em đấy. Còn nữa, quà này mấy chục năm nay em xài thoải mái mỗi ngày hơn hoa, không hao điện, chẳng tốn ga, không bao giờ sợ corona gây phiền. Cảm ơn Chúa, chúng ta cùng hiệp nhau lại đây để thờ phụng Chúa và vui vẻ với nhau như thế này. Đó là điều mà thế giới hiện nay đang lo toan, đang hoang mang, đang rất là sợ hãi. Thì chúng ta lại có thời giờ này để chúng ta cùng nhau vui vẻ và thờ phụng Chúa. Tôi xin mời quý ông bà, anh chị em chúng ta cùng nhau mở ra Thông Thi Thiên chương 11. Tôi không nói về ngày 8 tháng 3, nhưng tôi nói về Thi Thiên 91. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau nhìn vào câu 1 đến câu 8. Tôi sẽ đọc và mời anh chị em theo dõi đoạn kinh thánh này. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nương nương áo tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu tôi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài che chở tôi và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của tôi. Tôi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tâm, hay là sự tàn nhiệt phá hoại đến lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên tôi và muôn người sa ngã bên hữu tôi, xong tai họa sẽ chẳng đến gần tôi. Tôi lấy mắt mình nhìn xem và thấy sự báo trả cho kẻ ác. Tôi chỉ đọc chừng này thôi. Từ câu 9 trở đi thì là anh chị em đọc tiếp thì sẽ thấy những cái phước hạnh, những cái kết quả của ai thực hiện được ở trong câu 1. Đó là người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Nơi kín đáo là nơi nào? Có phải là một cái bông ke ngầm ở dưới đất không? Có phải là cái hầm trú ẩn hạt nhân của Tổng thống Trump nước Mỹ không? Thưa không, đó không phải là cái nơi mà Kinh Thánh nói ở đây, nơi kín đáo mà Kinh Thánh nói ở đây. Tác giả của Thi Thiên mà chúng ta vừa mới đọc nó đang nói về một nơi chí thánh, là cái nơi ở trong đền tạm của dân Israel ngày xưa, và cũng là đền thờ của Solomon xây dựng sau này. Nơi chí thánh đó được gọi là nơi kín đáo. Cái hình này thì quý vị thấy cũng rõ rồi, nhưng mà tôi sẽ muốn làm cho quý vị thấy rõ hơn nữa bằng cái mặt phẳng để quý vị thấy. Đền tạm của dân Israel chia làm 3 phần. Phần ở ngoài cùng, phần ở ngoài cùng là phần này được gọi là hành lang, phần này. Phần tiếp theo, phần này gọi là nơi thánh, và phần này là nơi chí thánh. Khi ở ngoài hành lang thì chúng ta thấy có của lễ thiêu, dân sự trên con chiên hay con dê hay con bò của mình đến sẽ làm của lễ thiêu ở tại đây. Bước vào đó là có cái chậu rửa, tức là nơi để cho thầy tế lễ tắm mình hoặc là rửa tay chân trước khi vào nơi thánh để
phục vụ Chúa, phục vụ dân sự. Thì ở bên tay phải là bàn cần thiết, bên tay trái là bảy ngọn đèn, ngọn đèn bảy ngọn, và phía đây là sâm hương. Đây là nơi thánh, tức là phần thứ hai. Phần thứ ba là phần sau cùng, cuối cùng. Đây là gọi là nơi thánh, nơi chí thánh. Cái nơi này rất là tối, tối om, không có ánh sáng lọt vào, không ai có thể nhìn vào bên trong đó. Ở trong đây thì có hòm giao ước. Ở trong hòm giao ước á, thì lại có quyển luật pháp, rồi gì nữa? Cái gậy Aaron, rồi gì nữa? Bình Mana. Dạ. Đó là cái hòm giao ước. Và chúng ta trở lại một chút. Ở trong nơi chí thánh đó rất là tối, ba mặt là tường, ba mặt này là tường, và cái mặt này là một tấm màn kín đáo treo từ trên xuống dưới. Đây là nơi mà thầy tế lễ cả mỗi năm vào một lần để trình bày tình trạng của dân sự và đồng thời nhận lấy những điều dạy dỗ của Đức Chúa Trời để dạy dỗ lại cho dân sự. Đây là nơi được gọi là nơi kín đáo theo nghĩa đen, và cũng có ý nghĩa bóng nữa. Ở nơi đó mỗi năm thầy tế lễ vào một lần, tại đó ông ấy gặp mặt Chúa. Và khi ở trên cái nơi kín đáo được nói tiếp theo nữa, đó là trên cái hồn giao ước, trên nắp thi ân có hai cherubim xòe cánh ra, bên kia một cái xòe lại, bên này xòe một cái xòe qua, và hai cái cánh đó giáp với nhau ở trên cái nắp thi ân hồn giao ước đó. Thì tác giả đều muốn nói rằng là nơi kín đáo là nơi kín đáo là cái chỗ mà là dưới này đây, nói theo nghĩa bóng, ở dưới cánh của Đức Chúa Trời, ở dưới sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói là người nào ở nơi kín đáo của Đức Chúa Cao sang được ở dưới bóng của Đức Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài, Ngài giải cứu tôi thoát khỏi đại chiên và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở tôi, dưới cánh Ngài tôi được nương náu mình. Tôi mỗi lần đọc cái thi thiên này thì tôi dùng cái từ tôi nói về mình, để mình được ở trong cái đoạn Kinh Thánh này và ở trong cái sự bảo vệ của Chúa. Lông và cánh, đó là những cái hình dung ngữ để nói về sự bảo vệ của chim ưng, bảo vệ những chim ưng non. Mà ở Việt Nam mình thì mình có thể thấy cái điều đó xảy ra ở miền quê Việt Nam đó. Đó là hình ảnh con gà giang đôi cánh ra để bảo vệ đàn con nhỏ của mình mỗi khi bị con vịt hay con chó tấn công. Anh chị em đừng nói là Đức Chúa Trời có lông hay là Đức Chúa Trời có cánh, đừng nghĩ như vậy. Anh đây là thi thiên, cho nên hình dung hóa rất là nhiều từ ngữ hình dung hóa hay là hình nhân hóa để cho người đọc có thể hiểu được. Và tác giả đã nói lông và cánh của Đức Giê-hô-va, đó là được bảo vệ ở trong bóng cánh của Chúa. Và mỗi năm một lần như vậy, thầy tế lễ vào đền thờ để tương giao với Chúa ở nơi chí thánh đó, tức là ông đang đi vào nơi kín đáo, ông đang đi vào nơi đó để tương giao với Đức Chúa Trời. Và ở trong Luca đoạn 1 câu 8 câu 9 á, lại cho chúng ta thấy có một thầy tế lễ Sacheri. Ông vào nơi thánh chứ không phải là nơi chí thánh, bởi vì ông đang theo thứ tự ban lễ của đội ngũ thầy tế lễ ngày xưa. Tới cái phiên vào ông vào,
chứ không phải là đây không phải là một năm một lần, mà lúc này đây là tới cái phiên thứ của ông. Và anh chị em biết thầy tế lễ Sacari đó vào nơi đó để tương giao với Chúa, nhưng mà lại không tin lời của Chúa nên ông bị gì? Bị câm. Tương truyền rằng là mỗi khi mà thầy tế lễ vào nơi thánh hay nơi chí thánh á, tôi nói là cái tương truyền thôi, nghe như kinh thánh không nói ra điều này, thì người ta sẽ buộc một cái dây vào cái chân của thầy tế lễ, để khi nào ông vào trong đó mà lâu quá thì người kia sẽ giật giật cái chân, giật giật cái dây để xem thì ông còn sống hay đã chết rồi. Nếu còn sống thì ông sẽ giật 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 lại để cho người ta biết là ông còn đang sống. Còn nếu mà giật hoài mà không thấy cái dây giật lại, ông giật lại đó là coi như ông đã chết. Bởi vì nhiều khi những thầy tế lễ vào đó tương giao với Chúa mà không giữ cái nếp sống tốt đẹp thì bị Chúa đón phạt. Hay là chẳng hạn như thầy tế lễ Sacari vì cớ không có tin lời của Đức Chúa Trời phán với ông trong cái lúc mà Elizabeth là gian bất tiết sắp sinh ra đó, cho nên ông bị câm. Và cái màn che phủ cái ngăn cách giữa nơi chí thánh và nơi thánh đó đã bị xé ra từ khi Chúa Giêsu chịu thọ hình trên thập tự giá, xé từ trên chí dưới. Nó muốn nói lên rằng là không còn sự ngăn cách nào nữa, mà bây giờ mọi người đều có thể tiếp trực tiếp bước vào nơi kín đáo, nơi chí thánh với Đức Chúa Trời. Đó là điều mà tôi và anh chị em hưởng được ngày hôm nay. Cho nên Kinh Thánh nói người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, không phải là người trong cựu ước nữa, mà là cả người trong tân ước, người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Chữ ở trong Đấng Chí Cao là một động từ hiện tại, chứ không phải là quá khứ hay là tương lai, không phải là đã ở hay là sẽ ở, mà là ở. Bởi vì anh chị em thấy cái chữ được hằng ở, tức là luôn luôn ở, luôn luôn ở trong kín đáo của Đấng Chí Cao. Điều này muốn nói lên một điều thuộc linh mà tôi và anh chị em phải thực hiện ngày hôm nay, đó là chúng ta phải luôn luôn tương giao với Chúa, gần gũi với Chúa, tương giao với Chúa để qua việc đọc Kinh Thánh, tương giao với Chúa qua việc cầu nguyện để lắng đọc Kinh Thánh, để lắng nghe lời Ngài, và tương giao và cầu nguyện với Chúa để thưa chuyện với Chúa. Đó là nơi kín đáo của anh em hàng ngày đó. Nếu hàng ngày anh em tương giao với Chúa thì anh em sẽ ở trong sự hiện diện với Ngài và được Ngài bao phủ dưới cánh quyền năng của Chúa, và anh chị em sẽ không lo sợ một cái thảm họa nào xảy ra cho giữa chúng ta, cho thế giới. Hiện nay anh chị em đang chọn lựa nơi nào để anh chị em và gia đình của anh chị em được bảo vệ trong khi cả thế giới đang kinh hoàng, hoang mang, lo sợ, gọi là cực độ? Chỉ thi 91 chỉ cho chúng ta một con đường duy nhất, đó là ở nơi kín đáo của Đức Chúa Trời. Amen. Vì thế đó, cho nên anh chị em phải luôn luôn tương giao với Chúa và ở trong sự hiện diện với Chúa, không phải chỉ mỗi năm một lần giống như thầy tế lễ ngày xưa nữa, nhưng mà là hằng ở mỗi một ngày, mỗi một giây phút trôi qua, anh chị em phải ở trong sự bao phủ, bảo vệ của Ngài. Hãy nương mình ở trong bóng cánh của Chúa. Đó là nơi ẩn náu cao, nơi ẩn náu rất là đặc biệt, rất là an ninh cho những ai tin cậy ở nơi Ngài. Chúa nói Ngài là bức tường lửa của chúng ta. Kinh Thánh Tân biết Ngài là bức tường lửa để vây quanh chúng ta mỗi ngày. Không có điều gì mà có thể tấn công chúng ta mà thắng được. Nó có thể tấn công, chúng ta có thể bị tấn công, nhưng những điều đó sẽ không bao giờ thắng chúng ta được, bởi vì Chúa bảo vệ chúng ta. Chúng ta hãy xem vào câu 5 và câu 6.
Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sự kinh khiếp ban đêm hoặc là tên bay ban ngày. Sự kinh khiếp ban đêm, ban đêm là sự kinh khiếp này có nghĩa là những cái thảm họa thình lình xảy ra mà không báo trước, không có dự báo trước được. Đây là những điều mà thình lình vụt đấy. Mà anh chị em thấy như điều Chúa Giêsu nói không? Tai họa thình lình vụt đến. Đang ăn Tết ngon lành năm 2020 ai cũng hí ửng phải không? Ồ, nhưng mà tự nhiên đột nhiên một cái, thình lình một cái, những cái vui vẻ đó nó tan biến ngay. Ban đêm là lúc mà người ta đang ngủ rất là ngon giấc. Ban đêm tiếng được cảnh giác lắm và không có sự phòng bị nào tốt ở trong ban đêm hết. Tiếc lắm. Ban đêm là lúc mà rất khó ứng xử, rất khó ứng phó hay là đối phó. Ban đêm khó để chống cự lắm. Ban đêm cũng khó trong công việc cứu giúp hay là cứu hộ. Ban đêm rất dễ bị thương vong vô cùng. Cái ban đêm này cũng muốn nói đến những cái ác mộng rất là kinh hoàng xảy ra cho anh em trong những giấc ngủ. Sự kinh khiếp trong ban đêm, đây là những cái mà thình lình xảy đến cho mỗi chúng ta, rất là kinh hoàng, rất là không kể hết được. Rồi chúng ta lại có tên bay ban ngày. Tên bay ban ngày có nghĩa là gì? Cung tên ngày xưa đó là loại vũ khí rất là lợi hại ở trong chiến tranh ngày xưa, chiến tranh cổ điển ngày xưa. Đó là một cái loại vũ khí mà gây sát thương rất là cao. Đối thủ có thể ở trong bóng tối, trong chỗ kín bắn ra mà không biết, mà đối thủ không biết ở phương hướng nào. Rồi cũng có khi hàng ngàn mũi tên được bắn ra và gây sát thương rất là cao. Đối phương khó phát hiện ra cái cung thủ. Rồi tên cũng có thể tẩm dầu để bắn lửa, tẩm dầu đốt lửa lên và bắn vào trong trại quân của địch quân, làm cho rối loạn, làm cho sợ hãi và tan rã hàng ngũ. Và tên bay ban ngày là nói đến những cái trận chiến ác liệt có thể xảy ra tột đỉnh, kinh khủng ở giữa ban ngày. Rồi dịch lệ lây ra trong tối tăm. Kinh Thánh nhắc đến từng lời từng chữ, dịch lệ lây ra trong nơi tối tăm. Dịch lệ lây ra trong nơi tối tăm là những cái loại dịch bệnh do virus gây nên mà không có một loại thuốc nào có thể ngăn cản được. Và cái hậu quả của nó là làm cho nhiều người chết. Chết rất là nhiều. Chết ngày hôm nay sẽ nhiều hơn ngày hôm qua. Đến nỗi kinh hoàng, đến nỗi là không thể nào làm lễ tang được. Khi nói đến dịch bệnh là nói đến cái hậu quả của nó như thế. Dịch bệnh gây ra hoang mang, lo sợ, làm tê liệt mọi cái sinh hoạt của cá nhân, của gia đình, của xã hội, và kinh tế của đất nước sẽ bị suy giảm rất là trầm trọng. Dịch lệ lây ra trong nơi tối tăm. Có cái chữ tối tăm nữa. Tối tăm có thể là chỉ về thời gian, tức là chưa phải là ban ngày, lúc canh đêm chẳng hạn, nơi tối tăm. Nhưng chữ tối tăm này cũng có thể chỉ đến về những cái vùng dân cư, hay là những con người không có ý thức, không có cái văn minh, không có ý thức về vệ sinh cá nhân hay là vệ sinh công cộng. Chữ tối tăm cũng nói về những cái con người thích ăn những cái thức ăn lạ, không nên ăn, không có cái văn minh về ẩm thực. Chữ tối tăm cũng có thể là một cái phòng thí nghiệm bí mật nào đó ở trên hành tinh này, ngầm để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh vi trùng làm bá chủ thế giới. Dịch lệ lây ra trong tối tăm. Anh chị biết Kinh Thánh đã dần dần ứng nghiệm từng chữ từng lời một trong thế kỷ 21, trong đương thời của chúng ta.
rồi sự tan diệt phá hoại đương lúc trưa. Kinh Thánh kể rõ về cái mức độ, về cái thời gian, về cái cách diễn ra của những dịch bệnh, của những cái thảm họa xảy ra trên thế giới. Lúc trưa là lúc như thế nào? Đây là lúc căng thẳng nhất. Thảm họa đã có thể lên đỉnh điểm cao nhất rồi đó, tột độ rồi đó, và dường như không có một sự sống sót nào cả đâu. Người Việt Nam chúng ta mới có ca thứ 16 phải không? Đã sợ hoảng rồi. Hôm qua hôm kia là đến 4 thêm cộng thêm 4 nữa là trong sống tôi bắt đầu họ ùn đi mua lương thực rồi đó, dự trữ rồi đó. Nhưng mà chúng ta thấy chưa phải là đỉnh điểm đâu, nó chưa phải là sự tàn và diệt phá hoại như lúc trưa đâu, chưa lên đỉnh điểm đâu, nó sẽ còn nữa. Chúng ta không biết mức độ nó như thế nào, nhưng mà nó sẽ còn nữa. Tuy nhiên, mỗi chúng ta là những người đang ở trong nơi đấng chí cao, hằng được ở trong bóng toàn năng, hằng được ở với sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta sẽ được bình an. Amen. Amen. Đó là điều mà làm cho chúng ta được an ninh, được bình an ở giữa cơn đại nạn này. Ở giữa khi cả thế giới đều hoang mang lo sợ, thì những cơ đốc nhân được bảo vệ. Đây là lời hứa của anh chị em, hãy nắm lấy lời hứa này. Hãy bắt lấy Thi Thiên 91 này riêng cho anh em. Vì cái đó mà tôi sử dụng chữ tôi ở trong đoạn, trong cái phần Thi Thiên 91 này. Lời Chúa đã cho chúng ta thấy rằng là bất luận thảm họa xảy ra bằng cái hình thức nào, lúc nào, hoặc là nơi nào, hoặc là nó khắc nghiệt đến đâu, hay là tàn khốc đến mức độ nào, người ấy vẫn luôn luôn được bảo vệ một cách tuyệt đối trong bóng cánh quyền năng của Đức Chúa Trời. Amen. Đó là nơi kín đáo mà anh em cần phải chạy đến. Đó là hòn đá của môn thời đại mà anh em cần phải chạy đến, phải đến đó để được bảo vệ. Chúng ta xem vào một câu 7: sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần. Trong một cái tai nạn ô tô, vài ba người chết thôi, chúng ta đứng lên thấy đã sợ rồi, phải không? Kinh Thánh nói là sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Tại sao là Chúa nói là sẽ có ngàn người sa ngã bên hữu ngươi, ở bên cạnh nè, chứ không phải ở đâu xa? Điều đó cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không hề hứa với chúng ta rằng Ngài, những người tin Ngài sẽ được miễn trừ những tai họa. Nghĩa là chúng ta phải đối diện với những thảm họa, với những dịch bệnh, với những tai họa như vậy. Đức Chúa Trời không hề hứa với chúng ta là chúng ta được bình an khỏi tai họa. Không phải là Chúa đem chúng ta đến một nơi khác, cho nên có nhiều người thấy thành phố dữ quá thì chạy đi về miền quê trốn tai họa, trốn dịch bệnh. Có rồi đó, ở Hà Nội họ đang ùn đi về quê. Đức Chúa Trời không bao giờ hứa cho cơ đốc nhân rằng là ta sẽ bảo vệ an, các ngươi sẽ được an toàn. Ta sẽ đưa một đoàn phi cơ đến để đưa các ngươi đi chỗ khác. Không phải vậy. Mà Chúa đang hứa với chúng ta rằng Ngài đang bảo vệ chúng ta an toàn trong cơn đại dịch. Cho nên chúng ta mới có thể là biết được rằng là ngàn người sa ngã, tức là chết đó, bên hữu tôi, muôn người sa ngã bên hữu tôi, tức là bên cạnh chúng ta nè, trong khu phố của chúng ta đó, ở phía trước chúng ta, ở bên phía sau chúng ta đó, chúng ta sẽ chứng kiến điều đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã có một bức tường lửa để bảo vệ tôi và anh chị em. Nó sẽ đến nhưng nó sẽ bị dừng lại ở trước mắt chúng ta, để chúng ta thấy được những gì Đức Chúa Trời đang làm ở đây. Amen. Tôi rất được phấn khích khi nghe về ở Vũ Hán có 800 cơ đốc nhân không bị. Hallelujah. Đó là điều mà chúng ta vui mừng.
Rồi trong quá khứ năm 1945-46 của Việt Nam chúng ta 2 triệu người chết đói, nhưng trong đó không hề có một Cơ Đốc nhân nào cả. Amen. Anh chị em hãy tin cậy lên lời của Chúa, hãy ở trong nơi kín đáo của Chúa, hãy ở trong bóng cánh và lông của Chúa để được bảo vệ như vậy, để chúng ta không còn phải lo sợ, hoang mang, sợ hãi một cái gì cả. Roma đoạn 8 câu 28 chết cho chúng ta như thế này: và chúng ta biết rằng mọi sự hiện lại là ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, là cho kẻ được gọi theo ý muốn của Ngài. Chúng ta phải đối diện mọi sự khó khăn, chứ không phải là tin Chúa rồi là chúng ta được miễn trừ. Chúng ta có thể bị bệnh, chúng ta có thể bị thương, chúng ta có thể gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống lắm, nhưng mà lời Chúa nói rằng là mọi sự hiệp lại làm ích. Thì cái đó, cho nên anh em chúng ta cũng có thể đang ở trong cơn dịch, tiếc bữa nữa đâu biết chừng đâu tôi sẽ không đến đây được, bởi vì quý vị đã bị cách ly rồi, hay là quý vị không đến nhà tôi thăm tôi được bởi vì phường Tân Quý bị cách ly rồi. Phải không quý anh chị em? Đức Chúa Trời muốn chúng ta ở trong nơi đó, chứ không phải là Đức Chúa Trời đem chúng ta ra khỏi. Cho nên anh em đừng có vội vàng chạy đi đâu cho tốn tiền, không có ở chỗ nào, chỉ ở trong nơi kín đáo của Đức Chúa Trời mà thôi. Amen. Chỉ ở trong nơi, anh em ở trong nơi Đức Chúa Trời thì không phải lo về phải đi đâu cả. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, xong tai họa sẽ không đến gần ngươi. Hallelujah. Xong tai họa sẽ không đến gần ngươi, dịch bệnh sẽ không làm gì cho ngươi được, dịch bệnh không thể nào ám hại cho chúng ta được. Chúng ta sẽ kinh nghiệm về những điều ngọt, bùi, cay, đắng ở trong thế gian này. Mặn như là chua cay lẫn ngọt bùi, Cơ Đốc nhân phải nếm trải tất cả, chứ đừng có xin Chúa cho con ngọt với bùi thôi, nhưng mà nếm trải tất cả. Bạn phải trải nghiệm mọi điều, bạn mới có thể thấy được cái quyền năng của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của bạn là thế nào. Nếu bạn chỉ ở trong một du thuyền cứu rỗi, bạn sẽ không hiểu hết được tình yêu của Đức Chúa Trời đâu. Bạn phải đi ra khỏi du thuyền đó và hãy tấn công vào những trận địa thuộc linh, bạn mới có thể thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho Đức Chúa Trời, dành cho chúng ta là thế nào. Vấn đề là bạn có tin nơi lời Chúa hay không? Vấn đề là bạn có tin nơi lời Chúa đã chép ra trong Kinh Thánh này hay không thôi. Ở trong nghịch cảnh bạn mới có thể nhìn thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời. Nếu không thì bạn chỉ thuộc giáo lý, làm theo những điều của giáo hội, mà bạn không từng trải về tình yêu của Đức Chúa Trời cả gì cả. Cho nên bạn phải ở trong nghịch cảnh, đôi khi bạn phải ở trong thảm họa, đôi khi bạn phải ở trong cái dịch bệnh như thế, để bạn có thể thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời đang hành động chung quanh bạn, trong cuộc sống của bạn như thế nào. Trong gian truân bạn mới thấy Đức Chúa Trời yêu bạn như thế nào. Vì cái đó cho nên chúng ta sẵn sàng, nghe anh chị em, hãy sẵn sàng đối đầu với đại dịch này, với dịch bệnh này. Đừng lo sợ, bởi vì tai họa sẽ chẳng đến gần chúng ta. Nó có thể tấn công, nhưng mà nó sẽ không bao giờ làm hãm hại chúng ta được. Rồi chúng ta xem câu 8: ngươi chỉ lấy mắt bình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ. Nếu anh chị em được Đức Chúa Trời dời đi chỗ khác rồi, anh chị em sẽ không thấy được cái hành động của kẻ ác, phải không? Anh em phải ở trong cái đại dịch đó, anh em mới thấy được cái điều mà kẻ ác đang làm. Câu 8 nói kẻ ác. Cái kẻ ác ở đây nó không phải là những người cầm gươm, cầm súng, cầm dao sát hại cái người người bên cạnh mình. Nhưng mà kẻ ác, cái chữ kẻ ác mà Đức Chúa Trời đang nói trong Thi Thiên 91 này, đó là những kẻ chống lại loài người và chống lại Đức Chúa Trời. Đây là kẻ ác. Kẻ ác chống đối Đức Chúa Trời bằng nhiều cách lắm. Họ đàn áp những kẻ tin theo Chúa Giê-xu, đốt Kinh Thánh, xé Kinh Thánh, đốt nhà thờ, đập phá thập tự giá, và bắt bớ
những cái người lãnh đạo của hội thánh phân biệt đối xử với những người tin Chúa. Đây là những hành động của kẻ. Và Roma đã cho chúng ta thấy, Roma đoạn 2 câu 5 câu 8, tôi đọc quý vị nghe: bởi lòng người cứng cỏi không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh độ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho sự giận và cơn thạnh độ. Đây là những điều mà Đức Chúa Trời đang nói về kẻ ác. Họ sẽ bị đoán phạt. Họ đang gieo rắc những nỗi đau đớn cho cơ đốc nhân, họ sẽ bị đoán phạt. Cho nên lời Chúa nói, ngươi chỉ mắt mình lầy nhìn xem, thấy sự báo trả cho kẻ ác. Thấy sự báo trả cho kẻ ác. Cho nên trong dân gian họ thường nói là quả báo đó anh em ha. Chứ là người Phật tử, người đạo Phật thường nói là quả báo. Nhưng mà có điều là họ không biết cái quả báo đó đến từ đâu. Họ không biết có ai đứng ra thi hành cái quả báo đó. Còn chúng ta là những người ở nơi kín đáo của Đức Chúa Trời, đã được Đức Chúa Trời nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng sẽ trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Theo dòng lịch sử của nhân loại thì Đức Chúa Trời đã thi hành sự trừng phạt cho kẻ ác nhiều lắm rồi. Và Ngài đang làm điều đó trong thế kỷ 21 này, cho đến khi Chúa Giêsu Christ phái lòng để Ngài bảo vệ các con cái của Chúa. Amen. Amen. Cho nên tôi và anh chị em không sợ gì cả. Chúng ta sẽ không sợ sự kinh khiếp ban đêm, cũng không sợ sự đêm bay ban ngày, không sợ một dịch lệ nào cả. Trong cơn đại dịch này, trong cơn dịch bệnh này, tôi đề nghị quý vị chúng ta cần nhau thực hiện hai điều. Một điều thuộc linh và một điều thuộc thể. Một điều thuộc linh là chúng ta hãy tin cậy nơi Chúa, nghe theo lời của Chúa, nắm lấy lời hứa của Chúa. Đó là Ngài là nơi ẩn náu vững chắc cho chúng ta. Ở trong Ngài chúng ta sẽ được bình an, và Ngài là vần đá của mọi thời đại. Ở trong câu 15 của Kinh Thánh này nói: người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và ôn vinh người. Đây là những điều mà chúng ta cần làm trong kỳ dịch bệnh này. Ngài nói rằng Ngài bảo vệ chúng ta như con ngươi của mắt Ngài. Ngài nói rằng Ngài ban cho chúng ta cái sự bình an, và Ngài ở với chúng ta cho đến ngày tận thế. Ngài nói rằng là hãy cứ ở trong ta và giữ các điều răn ta. Và rất nhiều lời hứa của Chúa dành cho quý ông bà anh chị em, hãy nắm lấy những điều đó, đừng bao giờ bỏ sót. Về phần thuộc thể, anh em cũng phải tuân thủ và làm theo những nhà chuyên môn hay là nhà chức trách khuyến cáo chúng ta. Đây là lúc mà chúng ta thực hiện câu Kinh Thánh là hãy vâng phục kẻ cầm quyền này. Họ khuyên bảo mình điều gì trong cái dịch bệnh này mình hãy làm theo, bởi vì mình không có cái ấp chuyên môn bằng họ. Hãy đeo khẩu trang. Đừng có nói rằng ôi tôi tin Chúa, đeo khẩu trang vô thờ phượng Chúa nó mất vẻ trang nghiêm. Không phải. Hãy đeo khẩu trang, hãy rửa tay thường xuyên. Anh em đừng bất chước cái giáo phái Tân Thiên Địa nha. Hãy đeo khẩu trang, hãy rửa tay thường xuyên, hạn chế nơi đông người, đến nơi đông người nếu không cần thiết. Tất nhiên là việc thờ phượng Chúa là cần thiết, cho nên chúng ta hãy đến. Nhưng mà hạn chế đến những nơi khác không cần thiết. Nhịn đi ăn trà sữa bữa đi, không chết đâu. Nhịn đi ăn barbecue bữa đi, không chết đâu. Hãy tăng sức đề kháng cho thân thể, cơ thể của anh chị em. Ăn chín, uống ấm, vitamin C, cam vân vân, chanh vân vân. Chúng ta hãy nghe theo những lời nhắc nhở đó. Anh chị em ơi, hãy tin Chúa bằng đức tin mạnh mẽ.
cùng với sự khôn ngoan mà Chúa đã ban cho chúng ta. Amen. Hãy tin Chúa trong sự bình, trong sự tỉnh táo, đừng có mê muội. Hãy tin Chúa bằng lời của Ngài và trí khôn mà Chúa ban cho chúng ta. Amen. Xin mời quý vị đứng lên và chúng ta cùng nhau cầu nguyện.